quản cai ngôi thượng ngàn đệ nhị giám sát quản cai thống chi thiên địa sắc phẩm sai đại thần hoàng đế tinh quân tỉnh đông hoàng đế tinh quân hiệu quan đệ nhị thiên đình giáng sinh trông lên biển đề soi chói dưới sân sông nhà khói long lanh trong hoa đua như trên cành sơn trang quan giám sát có phen tới sân rồng châu trước tàu sông rồi khắc tăng dù có vẻ đàn giá vân vân thù mưa tuôn khói tỏa cho sấm ù dày vang thank you.
Chuyện văn các quan ngài về, chuyện văn các quan tả văn hữu võ, lương ban đáo đền lệnh chuyện thủy bộ đôi hàng. Thiên linh văn mã hàng hàng hạ kéo ra lệnh chuyện thiên đội bàn cơ. Tài quan song nhang thập cờ diệu quang miên chiếu cùng chung, đã đích tăng cung giang kim phùng hoàng thân gần thành chúa tiên trung. Niệm ra ân từ bi lần lần chúng sinh cố ngã kim đỉnh lễ quang minh thả chiếu thiên tôn. Văn sư dâng tên là văn sư dâng tên tôn quan tâu đối nghi chép biết rõ ràng thì cho đôi chúng trường gì. Sinh ra người tuổi ông vừa
văn thi phú lục mọi tài cũng đoan. Sông đường đối sông đường mừng mừng dỡ yêu thương, rằng nhà có phúc kẻ thương người vì chẳng ngờ thượng đế đến kỳ mùng ba tháng một vào khi giờ dần dần. Sắc tăng ni ông sai hà ba thủy thân quân thiên đón rước chẳng nhầm nhầm một ai ngung ngung lôi hiệu lệnh tướng trời nhị thập bát tu mọi nơi chưa có. Điều thời vâng lệnh vua cha xước quan đệ nhị trên tòa thượng thiên, sông đường thương nhớ chẳng yên, sao ông nỡ để buồn phiền dương gian. Sinh thành xước dục dục núi non, lấy ai khuyên sớm thần hôn cho đành. Vô sư ông tại thiên đình, con vua thượng đế sang thần dương gian. Dù ai có bệnh kêu van khấn ông đệ nhị thọ an yên lành. Tiên tư chính trực thông thông minh giáng bền giáng phủ anh ninh muôn phần.